Ok, hôm lên em, hôm nay chúng ta lại thử một game mới. Thực ra game này cũng không mới lắm, nó đã ra mắt khá lâu rồi, nhưng vẫn trong cái giai đoạn Early Access trải nghiệm sớm. Thì sắp tới đây ngày 12 tháng 7 là khoảng 3 đến 4 ngày nữa, tầm tầm cuối tuần á, nó sẽ ra mắt phiên bản 1.0 với rất nhiều cái bản cập nhật mới. Không chỉ về cái mặt gameplay mà còn cả về cái mặt nội dung lẫn là phong cách đồ họa luôn. Game này cập nhật rất nhiều thứ. Game có tên là Kaku Accident Shield, con dấu cổ đại. Một con game thuộc dạng hành động mà kết hợp với một số yếu tố dễ đố đi phiêu lưu khám phá cái thế giới này. Game nó cũng tương đối đơn giản thôi. Chúng ta lướt lướt qua cái trailer. Trailer này thì có thể là họ dựng lại trên cái phiên bản mới rồi, cải tiến về đồ họa rất là nhiều. Hành động FPS hiệu ứng đầu cũng làm rất là tốt nha. Đây là họ dựng lại cái mà gần như là toàn bộ cái nền tảng đồ họa của game luôn á, cho nó cái góc nhìn rất là mới mẻ, vừa mang tính hiện đại lại vừa đậm cái chất cổ của cái tàn tích như thế này. Ở đây có một cái trailer mà họ mô tả giữa hai cái phiên bản Early Access và cái phiên bản ra mắt đầy đủ. Anh em có thể thấy khác biệt với nhau rất là nhiều. Như đây là cái phiên bản Early Access thời gốc nè. Nếu anh em xem cái bản Early Access thời gốc thì nó chỉ đơn giản như thế này thôi. Xấu thì vẫn không xấu cho lắm, nhưng mà nó cũng không có đẹp bằng cái phiên bản 1.0 sắp ra mắt. Đây, anh em nhìn cái tàn tích cổ nó vẫn đẹp phải không? Sang cái bản mới nó vẫn còn đẹp hơn nữa. Có rất là nhiều thứ thay đổi trong này luôn đó, anh em nhìn cái góc nhìn toàn cảnh bao quát của một cái mà tàn tích cổ như thế này, nhìn ok vẫn rất là đẹp, phong cách cảnh quan như thế này có sông có suối. Nhưng mà khi bản 1.0 ra mắt họ làm lại rất là nhiều nên nhìn nó đẹp rồi, nó cũng càng đẹp hơn nữa, cho anh em chơi một con game rất là thú vị luôn đó. Nó tăm tối hơn, nó sắc nét, nó chi tiết hơn, ánh sáng đổ bóng đầu tạo đúng cái chất cái khu rừng nguyên sinh thời cổ đại. Nên bản 1.0 này tôi nghĩ là họ cập nhật rất là nhiều thứ. Ngoài ra là cái phiên bản 1.0 này, nếu như anh em mua cái bản Early Access sẽ được rồi rất là nhiều phần quà đi kèm trong này, thì đa số nó vẫn là mấy cái trang phục và khiên thôi nên cũng không ảnh hưởng mấy. Nếu như anh em muốn những cái phần quà như âm nhạc này, anh em có thể mua cái bản Early Access rồi nhận luôn lúc mà game ra mắt cái phiên bản 1.0. Rồi chúng ta vào game thôi. Trước khi vào game thì tôi cũng tranh thủ giveaway cho anh em luôn, vẫn còn đang nợ hai ba cái phần thưởng giveaway. Thì đợt này tôi sẽ giveaway con Enjoy là WordPress. Giveaway xong thì tôi sẽ mở luôn cái con game mà Icon này. Game này là một game xây dựng bối cảnh hậu tận thế. Nếu như mà anh em xem cái kênh tôi thì sẽ thấy là tôi chơi một vài lần rồi. Giá nó cũng đang rất rẻ luôn nên tôi lấy một bản ra tôi ship một bài cho anh em. Anh em có thể mà thích cái dòng game xây dựng có thể thử qua game này. Game này nó cũng sắp ra mắt phần 2 rồi. Nên đây là cái phần 1. Để tôi xếp lại cái này coi có anh em nào trùng với nhau không. À tôi ship. Rồi, không ai trùng thì chúng ta bắt đầu ship một bài luôn. Cái này là khoai lê quá không? Khoai lê. Không biết phải không nhưng mà tôi viết chữ có dấu cho anh em nè. Đợt này ghép vào quay lên trước đi, chứ để cuối video tôi quên hoài rồi. Thường chơi xong cây cú Onnet F4 ra cái là quên luôn. Rồi, chúng ta danh sách có là từ 2 đến 26 là 25 người. Lần này ghép vào quay bằng cái phần mềm, nó tên là Mapple Anthem gì đó. On Steam. Để tôi tạo một cái file Excel cái nào. Lưu xuống dưới top gọi là giúp bà quay là 240607 gì tôi không nhớ nữa, gọi là 2407 này chấm file Excel là CSV với ông ta, tôi nhớ may mắn thế. Rồi là vô cái game nè, giúp quay này cũng tương đối nhanh gọn thôi, map random nha, random map. Rồi vô cái phần này bấm vào add name là tôi sẽ add cái danh sách hồi nãy của anh em vô đó. Đây, gồm 25 thành viên, bắt đầu 25 nào. Audio. Rồi sau khi hạt nem rồi thì làm gì nữa hả? 50, 50 ở đây là 50 ở đây là cái tên của anh em nó lặp lại hai lần phải không ta? Rồi chúng ta giveaway nha. Toàn bộ 50 mạng là mỗi người anh em là có hai cái quả bóng đó. Quả bóng nào lăn vô cái lỗ chính xác nhất đầu tiên thì trúng thôi. Số 1 Ly Anh đang dẫn đầu cái cuộc đua này, là người gần cái lỗ nhất chứ chưa phải người dẫn đầu đâu. Vừa mới nói xong là nhảy xuống hạng chót luôn rồi. Kìa Ly Anh. Chưa anh em nào xuống lỗ à. Mà sao không có tiếng tâm gì trên này à. Để tôi chỉnh audio rồi coi. Không có tiếng, anh em thông cảm đi. Gil Gil, ông Gil Gil này ông giàu lắm. Đừng để ông ăn phần thưởng. Ừ, bỏ xa mấy đối thủ ngoài sau luôn, không ổn rồi, thanh niên này.
bỏ quá xa rồi. Cố lên anh em. Anh em mà đi nhanh quá là rớt ra ngoài là cũng thua đó nha. Cái này là tôi không có điều khiển gì đâu, tôi chỉ quan sát cái camera xem thôi. Thanh niên này chạy đúng ngược luôn á. Ngu còn nghêu nè, đập vô mặt nè, rồi đứng ở đây luôn. Rồi ngu còn nghêu bay khỏi bản đồ luôn rồi. Ông Diêu Diêu cũng văng khỏi bản đồ luôn hả gì rồi. Sao mà TNFKK Thigia gì đây. Không có nhạc bọng gì hết. Để tôi mở cái bản nhạc chạy cho nó nghe êm tai ra. Ê, ổng gần trúng thưởng rồi nè. Hôm nay ổng bỏ người ta cái cây số luôn kìa. Xuống đây là trúng cái gì nè. Nhưng mà hên xui nha. Tới bước này có khi anh gớt ra ngoài đó. Thấy không, tôi nói mà. Thanh niên xám màu tới TNF Kiki. Ông này cũng trúng nhiều lắm rồi. Rồi hai ông này rớt ngoài luôn, không ai vô thùng cả. Ông Thái Di YouTube này, người đầu tiên đã lọt vô thúng. Chúc mừng anh em Thái Di, thấy vui. Thứ hai là TNF Kiki gì nè. Mấy ông kia thì toàn rụng ở trên hết. Phải rụng đúng lỗ nghe. Thường là cái lỗ bự bự nè, chứ mấy cái lỗ nhỏ này rụng cái là đi luôn đó. Với lại cái cục dưới này nó chạy nữa hả. Rồi nó chạy qua chạy lại đúng nhân phẩm luôn nè, như ông béo bây giờ đi luôn nè. Nobiko thì cuối, có hành tiền đòn kỳ gì mới cuối, cu đi luôn rồi. Rồi, nói chung chúc mừng anh em thấy gì YouTube. Chơi trò này nhân phẩm phết đó chứ. Hành tiền này gán gớt cái nó đi rồi đi luôn. Rồi chúng ta kết thúc trận đua ở đây. Chúc mừng thấy gì YouTube 44 thái dưới. Thanh niên này chậm hơn 3 giây. Thành đổ đổ thánh hả? Đô Vinh hả? Đô Vinh này nô tin nó gặp đôi này đi với nhau à. Tội nghiệp anh em mà cái gì đó. Guiu 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 gì nè. Rớt ngay cái mà lợi ưng ngay trước mắt luôn mà lại rớt hụt. Rồi, chúc mừng anh em. Phải dúi YouTube. Rồi, từ từ tôi sẽ mở thêm cái giải này cho anh em. Nên đóng lại cái đã. Sẽ mở thêm cái giải dưới, chừng nào rảnh là làm cái form này mở ra cho anh em. Rồi bây giờ chúng ta vô game chơi đã. Đến cùng Ascendant siêu. Game này là của hình như một studio bên Trung Quốc làm. Nên là cái tiếng Anh của con game lúc đầu của chơi thì trải nghiệm nó tương đối là khá là tệ luôn. Được làm bằng Unreal Engine đó chứ. Nên tối ưu cái phần này cũng khá là mệt đó nha. Game hiện tại thì tôi chơi là phiên bản 1.0. Nhưng mà trong tương lai dev sẽ hứa hẹn sẽ cải thiện game rất là nhiều về hiệu năng. Dù vậy thì con máy cùi cùi của tôi nó vẫn chạy được con game này. Nên anh em cứ yên tâm về chất lượng. Setting thì hiện tại tôi giảm cái phần bóng xuống thôi. Đây nè, giảm cái phần bóng xuống, còn lại mấy cái kia thường bật lên. Còn mấy cái Field of View này, FOV này, nhưng mà mấy cái này nè, nên để là ở mức mặc định cơ bản hết. Rồi chúng ta vô game. Thôi, ai mà chơi nước dễ, để tôi bắt giờ chọn lại cái trung bình đó. Tự nhiên theo thói quen bấm vô mà easy luôn. Mà easy quá chơi làm gì. Load nhanh bạn ơi. Mình bắt lại cái. Sao có ông già gì ta. Sách thầm bắt tu men menu. Giữ hả à? Giữ chuột. New game. Rồi normal nha. Chính xác là normal đúng á. Để cho anh em mà coi tôi ăn hành cỡ nào. Cái hình loading game hình như là con heo ở đang chạy tưng tưng tưng. Đoạn các cảnh đầu game nãy tôi skip qua đây. Bây giờ coi lại đi. Tưởng nói chúng ta là cái ông già đó thiệt nha. Ông đang lần mò khám phá cái di tích cổ gì đó. Ông đang vẽ chứ không phải là khám phá đâu. Không chừng những cái tác phẩm nghệ thuật trên cái vách hang động anh em thấy là của cái ông này để lại đó. Chúng ta có một con là heo thổi chuột. Chết tụ rồi. Chảo gì chả chắc hại cùng gì đó. Ừ.
bắt được con heo thỏ chuột rồi cả. Nữa à? Bình tĩnh bạn ơi, bình tĩnh bạn ơi. Rồi, lại ông già nữa, cái thằng cháu chắc này. Tối ngày cứ đè ông già ra mà hứng không à. Tuổi cao sức yếu gặp mấy thằng chỗ che nhỏ nhỏ này nó quậy thôi rồi. Nói chung là cái đoạn nãy giờ tốn 2 phút đồng hồ chúng ta nhìn cái cảnh con heo lớn đuổi con heo nhỏ. Với một thằng cu chiên bóp ông già luôn. Cái đoạn này, đoạn đầu tiên này lúc mà tôi chơi trong cái bản Early Access đó, nó không có đẹp như vậy đâu. Nó cũng không có cái một hang động hay luôn. Cụ ơi là cụ, mày đang giết tao à, thằng ngốc kia. Thử. Đúng một ngày tồi tệ khi đi chú ơi. Cụ đi với cháu đã là một điều tồi tệ rồi. Cái chân già của tôi, cái thân già của tôi. Cái nãy cái đoạn cắt cảnh của mà game lớn quá. Tốc độ chuột cũng khá là ổn đó nha. Cần chôn nút chạy á. Chuyển động cũng rất là mượt mà nè. Không có double zoom nha. À có double zoom nè. Double zoom anh em phải nhấn cách đoạn ra khá là nhiều á. Chứ nó không nhấp hai lần liên tục được. Ít ra nó cũng có khoảng delay giữa hai lần nhấn nó mới nhảy được double zoom. Đúng là thay được cái mà ông designer nào làm cái artist lại nguyên cái bối cảnh này rất là đẹp luôn. Tôi đón con heo đó nó chạy lòng vòng ở đâu đây nè. Một cái loại cây mà hệ hỏa gì đó. Chữ nó chạy nhanh quá tôi đọc không kịp. Nút E để nhặt. Mấy cái button hiện lên như thế này làm rất là hiện đại luôn. Nó không hợp với con game này cho lắm. Game này bối cảnh nó thời cổ đại mà. Nên những cái thiết kế phẳng như thế này nó không có hợp trong game. Động vật hoang dã với tôi, động vật hoang dã nè. Chuột phải là gì đó? Dạ, chuột phải là đánh trón. Game này làm lại đồ họa nhìn đẹp phết đó chứ. Có cái mùi gì đó, nghe rất là thơm. Khổ ông già lại bị thằng này cứu hành nữa. Ông già đang nấu cái gì đó trông có vẻ rất là ngon. Chồng khủng. Cụ ăn con heo của cháu à? Tao bắt nó. Không có ai ở bên đây có thể bắt được nó cả. Một bầy heo luôn kìa. Quá nhiều những con lợn rừng. Game cũng dễ. Dạ dạ như tôi vẫn chơi được bình thường. Tôi sẽ nhắn ít ghép được ta. Ủa? Này nhóc, đã hạ được rất nhiều con lợn rừng. Đúng là một chiến binh giỏi đó. Cảm ơn lời khen đó. Ông già, có nhìn thấy con heo màu hồng nào đang có đeo cái trang sức gì đó chạy qua đây không? Không thấy con nào cả, ở đây có rất là nhiều lợn luôn. Anh em ăn thịt lợn nấu gừng chưa? Rồi, tôi đói quá, tôi sẽ tìm một số cái trái cây để ăn phục hồi năng lượng đã. Ông không nấu ăn nữa à? Nấu nấu cái gì bây giờ? Tôi nói là nấu ăn. Cho nguyên liệu vào nồi, sau đó là thêm thắt những cái gia vị nữa. Đầu tiên phần cần phải có một số cái nồi, cái mà đá để kê cái nồi lên, nó đã bị hỏng rồi. Rồi, để cháu đi làm cái đó, đi về khu rừng phía trước. Có một cái trại bị bỏ hoang. Tìm một số vật liệu để sửa cái nồi và đem nó về đây. Củ cái đồ gì cho cháu không? Rồi, đi đến khu rừng phía trước. Nãy nó dí cam vô đó nè. Game này sao mà mấy cái đoạn cắt cảnh ít biết là không phải nè. Âm môi trường cũng không nè, background cũng không nè. Không có cái mà setting của riêng cái phần voice.
hoặc là cinematic gì đó. Nó chỉ có cái setting chung như thế này thôi. Rồi, đi về đây. Điểm này là sếp con, nó như một cái bức tượng vậy. Cực cứu. Bức tượng này có khả năng hồi máu cho mình luôn nha. Đây là cái tổ ong rất là lớn luôn. Nên đi qua nó một cách cẩn thận thôi, đừng có để bị phát hiện. Còn gì đấy? Đánh được, nó yếu lắm. Ê, phun lửa hả? Pokemon nào. Mà đánh mấy con này mình không nhặt được cái gì cả. Chỉ nhặt là phí thời gian thôi. Được cái thành tựu gì? Nhặt được 1.000 cái gì vật phẩm hồi máu gì đó. Ủa, à đây là cái trại hồi nãy ông nói nè. Không có tương tác với vật thể môi trường được. Không có nhảy đánh luôn nha. Hiện tại là chỉ có chuột trái với chuột phải như thế này thôi. Còn gì đây? Dạ, đau vậy? Đánh bại được 10 con quái. Mày heo, heo này à. Heo xào cút lết. Có một cái gương nó ẩn ở đây, nó bị phá rồi. Tìm cái gì đó để mở cả, có hai con người tí đứng canh giữ ở hai bên. Nó như một con gấu trắng vậy đó. Bây giờ chơi ném bóng bàn hả mày? Ném bóng bàn hả? Ném bóng bàn. Chuột phải mình đánh nó thì cái đòn, cái ống màu xanh của nó, ống stamina á, nó sẽ giảm nhanh hơn. Nên thành ra nó dễ trốn hơn. Còn chuột trái thì nó gây sát thương bình thường thôi. Cái này là gì đó? Cái vuốt cổ đại gì, nó là một cái mũ à? Nút y phải không? Ồ. Giảm cái stamina khi mình né đòn đi 40%. Nó thêm được cái cộng này vô mà chứ không kém gì mấy luôn. Đồ tôi nhiều quá gì đó. Thôi đồ bên này nó xịn sò hơn. Hình như cái bản này dev gửi tôi vẫn là cái bản bình thường thôi. Tôi cũng không biết nó có cái gì mới hay là các cái bản anh em sẽ chơi trong tương lai không. Này vật liệu hả? Mình có hai cục đá. Ủa sao có 2 trên 3 là sao? Thiếu miếng hả? Ôi ơi, tôi vô rồi. Cái phái vậy? Trời ơi, thôi 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 thôi, dài quá. Cái tổ ong đâu ta? Ê, 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 ê. Trên này có đường phải không? Không, thiết kế như thế thôi. Rồi, đem đồ về cho cụ đây, nấu cho cháu ăn nha. Cụ rồi. Chưa đủ nữa hả? Ơi, 2 trên 3. Cái nhiệm vụ nó hiện ở góc trên bên phải rồi. Ủa đồ mình mới đi qua mà mình đi đợi cái là nó hồi khỏi trên nào. Hình như là cái thời gian ghép bao nó làm hơi bị nhanh á. Không gì nữa đâu. Mấy con quái nó cũng hồi lại luôn nè. Cái gì mà hạ 100 con gấu? Ủa nữa kêu mình kiếm cái món còn lại nó đâu ta? Khu này nó chỉ có bao nhiêu đó thôi. Nè.
Đừng nói game lỗi à. Cái gì vậy? Không lẽ game lỗi thiệt? Mấy cái vật thể này mình cũng không tương tác được nha. Bên này thì cũng là một cái liều thôi nhưng mà nó đóng băng này không còn gì cả. Mấy con heo nó lại hồi nữa kìa. Thời gian ghép bao của mấy quái trong này nó siêu tốc luôn á. Không có đồ. Có khả năng nào game lỗi không? Cái lót này đừng nói là cái lót ngay cái khúc hồi nãy rồi đã quay về rồi nha. Nè vẫn là 2 trên 3 nè. Có trứng còn gì nó nở ra đây đây. Chỗ này không lên được. À đây nè, trời ơi nó giấu đồ thiệt con game. Đây, cái này cái sếp mình ở đây, nó nằm dưới cái cây ở đâu mà bên cái chỗ gần gần cái gương. Trời bạn giấu đồ khéo quá, không có hướng dẫn hay chỉ đường gì nữa. Đây nó nằm bên hướng này, dưới gốc cây này nè. Đó. Rồi, ok, xong cái quest đầu tiên. Đi sửa nồi nấu ăn cho cụ già. Này cụ già, tôi đã thu nhập được tất cả các vật liệu cần thiết để sửa chữa rồi. Cần thêm cái gì nữa không? Rồi, tốt, làm tốt lắm. Bây giờ có khi cụ hướng dẫn mình nấu ăn đó. Rồi, cho một vài cái nguyên liệu cần thiết vào đi. À, đây, 5 cây nấm thì mình được cái xiên nấm, 5 trái mà trái bên phải này như trái thanh long vậy đó hả? Nói chung là hoa nấm cỏ bí gì đó. 5 cái thì mình ép lại đường trái. Trời, nấu ăn làm như đập đồi á. 100 trái thanh long. Ăn ói dẻo luôn anh em ơi. Chục phải nấu tối đa. Vậy mình nấu chỉ được có 20 cái thôi. Hai cái này á, thì mình chưa có cái nào cả. Cái vàng cái đỏ. Cơ bản mình có thanh long với nấm. Mỗi loại được có 5 cái à. Rồi bây giờ làm sao trang bị vô được. Rồi nó gỡ càng ngon. Không thể đâu. Giờ phải chi có thêm mật ong nữa. Tôi nhìn thấy cái tổ ong đó nhưng mà rất là sợ nó. Tổ ong lần ấy lấy nó đi. Hãy nhìn một lần à. Bây giờ hạ nó xuống hả. Cần phải có một cái ná thun. Này nó là cái công cụ cầm tay để chế tạo. Bắn nó thì nó rụng xuống thôi. Bây giờ leo lên cái ngọn dốc bên kia là thử bắn nó bằng cái ná thun. Bây giờ thôi vô tốc độ ngắm nó chậm quá ta. Bây giờ cái gì đó, con heo kìa, con heo mồm kìa, con chuột thỏ lợn, con heo thỏ chuột này, bắt nó. Cái gì đó, con đường này đã bị phá rồi. Gọi là cái đền thờ nguyên tố gì đó. Rồi mình phải đi qua bên đó là thu nhập một số cái đồ quặng đặc biệt đó, rồi trở về cái trại này. Chắc là ổng dựa vào cái đó ổng làm cái gì đó. Rồi đừng có hỏi lẩm nhẩm nữa, bắt đầu đi đi. Rồi lấy con lợn đó.
Sau đó thì ta sẽ kể mọi chuyện cho cháu. Rồi, nhớ bắn mấy cái đồ ông bằng cái cây ná thun. Xích tinh, mình cho anh. Được, chết rồi, không có camera khi ngắm mà. Tuyệt tình chứ. Cái tốc độ chuột bình thường như thế này nó rất nhanh nè. Khi tôi bật cái ngắm lên thì nó cực kỳ chậm luôn anh em nhìn nè. Đó, thành ra rất là khó. Bình thường nó nhanh nhanh vậy nè. Khi bật lên thì nó chỉ nhiều đây thôi. Không biết sao không chơi nữa. Bắn, ủa cái này có tốn đạn đó. Không không không, đạn nó là vô hạn anh em nhìn, 1 2 3 4 nè. Hồi nãy là đi qua cái rừng, phá cái tổ ong bên đây trước. Thí nghiệm ngay vào luôn. Được cái gì đâu. Chết rồi, ông đánh, đau, đau bạn ơi. Sao cụ suối cháu chơi cái trò nguy hiểm như thế này. Nó không có đạn rơi nha, ngắm thẳng ngay chỗ đó bắn là bắn vô luôn à. Không có đạn đạo hay gì hết. Rồi bây giờ sao đi qua nào. Đi dưới này có đường đó nha. Nên không? Nên nằm liều không? Không, không đâu. Rất nhiều gấu. À cái tổ ong mình sẽ bắn nó rớt xuống gục lên đầu bọn heo này. Cười nữa nha, độc ác. Nhìn ông có lùa từng con heo luôn rồi. Làm gì đó bạn. Con game này không có cái trò mà nhảy đánh từ trên cao nha. Dạ, con này vẫn còn sống hả? À, mình có thể đào quặng bằng cái nỏ này luôn. Giờ mày tài nguyên nó để cũng là phong phú quá chứ. À vì nãy mình đứng trên cái cầu. À chỗ này là dưới nè. Ủa đi bển hả? Chạy nhảy xuống nước cũng mất máu nữa thiệt á, làm cái trò. Nay cụ già tôi đã thu nhập được rất là nhiều vật liệu rồi đây. Nó hãy nói thêm nếu mà cần thêm nữa. Đủ rồi. Rồi kế tiếp là làm cái gì? Bây giờ gắp một cái bàn đã. Sau đó thì đem những cái vật liệu của mình chế là thành cái món đồ gì đó. Có sẵn rồi nè. Sử dụng cái bàn chế vật liệu đó để làm phẳng đi hả? Cái này mỗi ba cục thì ghét ghen luôn. Mình chỉ có cái màu đỏ này thôi. 8 cục là tối đa rồi. Rồi ok. Rồi làm gì nữa giờ cục. EG cộng 2. À để chuyển qua cái loại đèn đỏ này. Từ từ, mỗi cái vật thể mình phải có một cái điểm yếu khác nhau, bắn màu đỏ vô hả? Màu vàng thì dùng cái mà màu xanh lá để chỉ cái màu vàng, màu đỏ. Rồi nói chung là ba màu cho ba cái đó. Đấy vậy. Rồi, tiếp tục đi bắt heo thôi. Cụ già cả ở nhà đi cụ ơi, đi theo cháu làm gì?
Không ổn. Cái gì đó? Ủa sao mình hết cái đá đỏ luôn người ta? Phải, tôi nhớ nhiều lắm mà. Không lẽ giờ phải chạy về chế nữa rồi. Xếp cái đó. Rồi, ok. Ủa, từ nào vậy? Nó màu gì đi anh em? Màu đỏ không? Không phải. Màu vàng, màu vàng. Cái này hơi khó điều khiển nha. Nó mất tiêu rồi. Rồi ok. Ăn cái nấm rồi. Ăn sao? Được cái đồ gì đây? Được 5 gỗ, 6 cái loại quặng này với 5 cái loại quặng kia. Sao còn trứng vỡ không thế này? Trời ơi, té xuống nước chết. Ông nào thiết kế cái map vậy? Game over luôn kìa. Thiết kế thế này bố ai mà đỡ được nè. Gì đây? À màu đỏ. Chưa xong nữa hả? Con heo kìa, con heo kìa. Không bắn được, bắn mấy con này được không? Rồi, nó chém gió như da xua rồi. Chém gió rồi. Hạ 100 con là tiểu long. Rồi, lợn chúa luôn. Có những cái thanh niên kia. Ông cụ này vẫn đi hơn mình nổi luôn đó. Uka. Rồi sập luôn cái hang động này. À vẫn còn cái khe kìa. Đi nào, đi theo sau tôi nói. Cái đó là dân làng của mình phải không ta? Cái cửa cổ ngữ hả? Đây có một cái chải của ổng nè. Thêm cái gương nữa, lục đồ ổng luôn. Cái đồ gì quý giá không cụ? Trời ơi, toàn ba cái quặng với ba cái nấm. Ý, gỗ nè.
Nút tab và nút lock hả? Giờ phải làm gì bây giờ? Có thể con heo đã đi cái lối này rồi. Bây giờ mình phải mở cái cửa này, mở cái cửa này ra. Cái cửa nó phong ấn bằng những cái cổ ngữ gì đó, Winton đó. Nó được cung cấp năng lượng bằng những cái mẫu đá bên cạnh có hai cái chỗ đang thiếu. Tổng cộng là có bốn cái vị trí đó luôn. Nó tượng trưng cho bốn nguyên tố ở trên cái mà thế giới này. Truyền thuyết kể rằng thì Đấng Sagan đã tạo ra cái thế giới bằng bốn nguyên tố gió, lửa, nước và đất. Phong, hỏa, thủy, thổ. Hai cái mảnh thì nó đại diện cho là phong và thủy. Còn vậy là còn hỏa với thổ. Hỏa màu đỏ, thổ là màu nâu, màu vàng gì đó. Nếu tìm được hai cái mảnh còn lại thì coi như cửa mở đúng không? Đoán thế thôi chứ tôi cũng không biết nữa. Ông già rồi chứ không phải là như cháu đâu. Rồi. Mấy này là đồng minh của mình hay địch? Sao mày đã để mà lạc mất cái con đó? Cái đầu này à. Mày là ai? Mày làm gì ở cái trại của tao? Cậu là ông là một trong những người đi săn cái con vui gấu hồi nãy phải không? Mày cười gì của tao à? Đúng dễ trâu luôn. Nhìn điểu à. Đấy ơi. Ba đơn giản. Anh em thấy xạ thủ đánh boss chưa? Adekagi đó, méo cần đến mà gầy hay chạy luôn. Rồi, nói chuyện cũ. Bốn nguyên tố phép thuật cái đền thờ cổ đại, ông già lẩm bẩm cái gì nữa rồi đó. Này ông già, cái thằng nhóc khốn kiếp này, mày đang lên làm tao lên cơn đau tim đó. Đấy, rồi rồi rồi, nhắc đi nhắc lại cái bà gì. Hồi đó thì đặt cái đền thờ cổ đại này, sau đó thì thế giới nó phát triển theo cái chiều hướng xấu đi. Lũ mà phon phon gì đó bắt đầu trở nên hung hãn một cách bất thường. Phon phon là những cái con gì? Rồi chuyện gì xảy ra nữa? Có gì đó đã xảy ra cái đền thờ nên đi tìm những cái viên đá năng lượng để mở cánh cổng này đã. Rồi được rồi, đi là đi nào. Cụ không thấy cháu vô mới đấm mấy thằng kia ra bả. Sao thấy ghê quá vậy? À, vô đây cái ánh sáng nó thay đổi liền luôn nha. Đúng là anh yêu em như năm thiệt. Mấy chấm là gì? Mấy cây nấm nhỏ à? Đây nó có màu sáng xanh xanh đó nè. Cái gì đó? Gương bí mít à? Không thể tin là cái gương nó có thể chạy được. Bên này là cái gì? Thôi thôi nhảy đó là đi luôn á. Thấy ghê lắm, thấy nghi lắm, thấy chưa? Rồi mình sẽ bắn vô cái này để phá tụi nó. Sau đây có cái bông màu xanh này ở đây. Ây da. Ủa, người bắn cả con này làm gì? À, bắn ra cái bông đó nó sẽ cử độc đi, tức là những cái độc xú quế này nè mình có thể đi qua được. Gương chạy nó không chạy nó thiệt kìa. Chạy nó hả? Mày chạy nó hả? Mày chạy nữa hả? Được một cái cục đá đỏ vậy đó. Sao cái double zoom con game này lúc mà tôi nhảy được lúc nhảy không được á? À chỗ đó nó dẫn ra đây. À cục đá đỏ.
À, nhảy nhảy nhấn nút shift game này. Rồi không cần nhảy hai lần đâu. Không được. Vậy là mình vừa chạy nhanh á là mình nhảy không được. Phải chạy chậm như nào mới nhảy và nhấn nút shift được. Bây giờ phải đặt cái màu vàng vào đây mà đặt làm sao chọn cái màu vàng. Thiếu cái thổ nào. À mình cần phải tìm nó ở đâu đây. Mấy con này nó đưa người ra nó nhìn mình luôn. Đấy. Vậy là không được nhảy theo cái dốc, chỉ có thể đi bộ theo cái đường bậc thẳng này thôi. Vấp té là đi luôn á. Bắt đầu có yếu tố giải đố rồi đó. Giống logic ít kép rồi. Ở phần đó. Mở gương làm cái animation cũng thấy mệt đó. Nấu ăn làm cũng khá đơn giản. Ít chuột cái là xong à. Này là mấy cái gì? Gunton gì đó. À cái này là hồi máu. Còn cái nấm là nó hồi stamina thôi. 15 giây mới cắn được cái. Còn cái này nửa giây cắn được cái rồi. Đơn giản vậy thôi đó. Rồi rồi. Tôi tính đâu à, lắp lên cái ná thun rồi còn bắn vô nữa chứ. Hóa ra chỉ cần giơ tay lên hiệu triệu phát à. Đền thờ ở phía trước đi hồi cháu. Nãy giờ chưa thấy gái nha anh em. Game này không biết có gái không nữa. Rồi. Đến đây là cùng đường rồi ông già ơi. Có lẽ con đường phía trước đã bị hư hỏng nặng rồi, đáng lý ra phải có cái gì đó ở đây. Chắc là do một cái thảm họa thiên nhiên hay là cái gì đó. Bây giờ con heo ở đâu, bây giờ đi tìm mới đã. Mà sao tối ngày đi dí cái con mà heo thổi chuột đó ta. Cụ đi ông lên cháu cổng nè. Con này nhìn thấy là cái ghê vậy. Con này nó có cái nguyên tố gì đó nó sẽ bảo vệ. Từ đã. Trời nó góp FPS. Được cái ná thun mới. Nhấn Alt chép để vào cái máy mà menu nhân vật. Cái đạn đá bây giờ sẽ gây thêm 20% đam. Ngon. Rồi cái này nó bự hơn tí. Cũng được. Rồi xong lên. Tôi méo cần thiết thuộc tính hay là cái quái gì luôn cứ mà bèm tới gì đây khi cầu kìa nó là cái điện thờ bí ẩn kìa điện thờ cổ đại kìa nó nằm ở ngay phía trước luôn. Cảm giác tấm bia đá, ba đá đó nó đang vẫy gọi mình tấm bia đá nào đâu tôi thấy đâu à hai cái bức tượng đá này à một cái hình búa một cái hình là cái này.
tiêu thụ băng để học được cái mà kỹ năng của cái cây này, giống mà cây ná hay là cây gậy gì đó. Mình có thể reset nó lại bất cứ lúc nào. Ủa cái mảnh băng của mình là 300 này nó nằm ở đâu vậy? Một á, mình nâng cái ná ná thun này lên. Không, cái chiêu này không ngon gì hết. Cũng không ngon luôn, nói gì thôi với nó cù bắp. Mình có 300 thôi. Ây da. Có thể gồng lên nó sẽ tốn 45 mana, giữ chuột trái là được. Cái này ngon nè. 3 lần chuột trái, 1 lần chuột phải. Nó có 300 à, nó không cho mình học thêm đâu. Còn bên này là cái gì? Bên này là cây búa, cây liềm gì đó. Đá đỏ hả? Băng với đá đỏ thì sao? Hai chục đá đỏ này. Ngon. Thôi nhưng mà bắn này cho nó nhanh. Ê. Cái đỏ này đúng bá đạo luôn. Ấy à. Giờ này coi bộ là muốn cài cài không muốn thì thôi. Ủa vậy là xếp chưa? Sao dĩ nó không hiện đam vậy? Bị gì đó? Đơn giản. Game này nó không có đường ẩn là cái gì hết. Nó chỉ thiết kế như thế này thôi. Chứ không có mà ngóc ngách hay là đường ẩn là cái gì cả. Đây cái có nè. Rồi lại có đâu. Đáng lý phải để đây cái gương đồ đó cho người ta mà muốn đi khám phá đồ chẳng hạn. Hay là bên này thôi. Tất cả nó chỉ thiết kế là như thế này thôi. Ồ, có nguyên cái hòn đảo bay luôn kìa. Cái đền thờ nó nằm trên đó đó hả? Kaukuluka? Đây là chắc là cái hòn đảo bay trong truyền thuyết thôi. Làm thế nào lên đó bây giờ không giờ? Tôi chưa nghĩ được ý tưởng nào cả. Đây. Pikachu. Pikachu. Cái gì đó. Golem thủ hộ. Vũ công à. Rồi, để cụ đi gọi viện trợ đi.
Vậy thôi đó hả? Ây da. Áo nó còn tới 3 ống lận. Ây da. Ây da. Thường là chém 3 phát. Cái gì vậy mà cũng dính đâm đó. Ây da. Nó chém 1 phát sắp chết luôn. Né quá kỹ thuật. Né. Ây da, đau đau đau. Trời ơi, bắn gì mà thua. Game này nó delay quá à. Mỗi lần ngắm là phải bỏ ra mất cả cúc nữa. Làm lại. Tính ra boss này cũng dễ. Cái bộ chiêu nó rất là đơn giản luôn. Kiếp 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 kiếp. Ôi ơi, nhảy gì mà vẫn dính. Ủa, sao hết đánh cái kia được anh? Né hơi sớm rồi. Rồi nó chém 2 lần nữa, khôn quá. Hút đi, mày hút đi, mày hút tao đi. Dứt điểm. Chống gậy rồi sao? Lần đầu tiên đánh gục được là thủ hậu vệ. Mày cần phải học được cái cách mà di chuyển lên cái thủ hậu đó. Cụ giờ mới mò lại hả? Đó là cái đền thờ của bốn nguyên tố đúng không? Theo tao. Rồi, chúc cháu may mắn. Pikachu. Con Pikachu màu hồng á. Anh Manfi này anh có nguyên cái kill mà gọi là teleport luôn. Rồi cụ đi theo mình luôn, còn có heo thì sao? Vô luôn, cưng.
Nè, cái này là cái hòn đảo bay cho anh ta nè, cái đền thần cổ đại trong truyền thuyết đó, đẹp chưa? Có cây dừa này đậm chất cái chất châu Á của chúng ta luôn, đúng chất Á Đông luôn á. Wow, đây là hòn đá thủ hộ thôi. Mình vượt qua cái bài kiểm tra thì mình có thể đến đến đó để cầu nguyện. Tiếp theo là cái gì? Bây giờ lên kích hoạt nó thử rồi. Cho nó còn có nửa cái à? Chết bây giờ. Camera nó rung lắc quá nha. Đừng lo, ổn thôi. Rồi, khu này bị ô nhiễm luôn rồi. Má, anh bàn tay anh chém lực dữ thiệt cơ. Chỉ mà nãy đánh mình rồi, phế vãi. Sử dụng cái sức mạnh mình mới học được để phá hủy mấy cái này. Chuột giữa hả? Nghĩ sao mà thiết kế chuột giữa vậy không? Chuột giữa số 4 nè, không đủ năng lượng. Năng lượng coi ở đâu trời? Trời ơi, phải đánh tay nữa. Hóa ra đứa mình hóa chào lên thôi. Được, cảm giác FPS nó góp dữ vậy nè. Hay là cái do cái chiêu nó chậm quá. Được chưa? Đó không? Bố láo này à. Giờ mình đánh cho đã, anh nhảy đời anh lát tiếp. Hệ thổ mà sao chơi lại hệ mộc được. Tội nghiệp ông già, nãy giờ đầu game đến giờ ổng té không biết bao nhiêu lần nữa. Kìa, con mà heo thỏ chuột nè, cứ như là một cái băng gốc két đi bắt con Pikachu vậy đó. Tối ngày đó trời luôn. Này cái ông đá bự kia, bây giờ chúng ta phải làm gì? Rồi bây giờ mới bắt đầu chuyến hành trình thôi, nãy giờ dạng như là tutorial vậy đó mà tôi vẫn ăn hành được là anh em hiểu rồi đó. Mình sẽ đến cái khu rừng tàn tích cổ, bắt đầu để nâng cao cái kỹ năng của bản thân mình lên. Làm thế nào đến đó thôi, mở cái portal cho mình đến đó rồi ok đi. Cụ Leon cháu dẫn đi chơi luôn, đi du lịch cụ. Ai em được giữa F1 á? Sao mà đủ nút ở trên gì nè, 1 2 3 4 nè, rồi tới G 1 2 3 4 nè, rồi tới chuột giữa 1 2 3 4 nè, rồi chuột giữa F1 2 3 4 nè.
Ồ. Cái gì mà nó cắt cảnh nhanh liên tục như thế này? Nơi này nó bị bao phủ bởi một cái làn sương mù màu đen bí ẩn. Cái vòng tròn đá đằng kia thì là nơi duy nhất mà không có bị ảnh hưởng bởi nó. Không có nhìn thấy cái gì đâu, nó vẫn bị ảnh hưởng mà. Tự nhiên cái con Biggie này nó biết nói luôn á. Biggie này nó sẽ giúp mình đi đến đó. Nhưng mà tự mình phải kích hoạt cái đền thờ cổ đại nó lên, không còn cách nào khác cả. Đi thôi. Đi sao? Chuột giữa F3. Chủ giữa F2 là cái gì nữa kìa. Nhưng mà bấm xong rồi là phải giữ chứ nữa nha, chứ không phải là buông ra là được. Game này nó điều khiển cơ chế phức tạp quá à. Tôi khuyến khích anh em có chơi thì chơi bằng tay cầm nó thuận tiện hơn là phím với chuột đó. Nhưng mà tay cầm thì tôi không quen mấy kiểu game như thế này lắm, nên tôi thường chơi phím chuột thôi. Nhưng mà anh em muốn trải nghiệm tốt nhất thì cứ dùng tay cầm đấy. Game này nó cập nhật lại làm cái mà bối cảnh thế giới đẹp hết đó chứ. Mỗi cái gameplay là nó hơi tệ tệ tí. Ủa, mỗi cái cơ chế điều khiển hơi tệ tí. Gameplay thực ra là cũng đánh đấm cũng khá là ổn. Rồi đây đến là cái tàn tích cổ phải không? Có bốn cái khu vực khác nhau ở cái khoảng cách là đều nhau, tượng trưng cho bốn cái gọi là nguyên tố trên cái lục địa này. Mỗi lục địa thì nó đều chứa một cái tàn tích ẩn trong đó. Tuy nhiên những cái tàn tích này rất là nhiều cái cạm bẫy chết chóc luôn, nên những cái hòn đá ngu ngốc á nghe nó rất là nguy hiểm đó. Củi cao cao thì phần thưởng cao, có rất là nhiều cái kho báu ở bên trong đó luôn. Mình có thể tăng là cái ống stamina thì lên hoặc là sức khỏe, nhưng cần phải có cái chìa khóa để mở ra trước khi mình vô được cái tàn tích đó. Rồi cần phải chìa khóa để mở cái tàn tích ngầm đúng không? Đừng có hỏi lại nữa, cứ đặt câu hỏi thôi. Trong cái trường hợp này á, chúng ta sẽ quay về cái hòn đảo Island đó, đảo nổi. Tìm một cái mà hòn đá đến cái lục địa nguyên tố này bắt đầu mới tìm được cái chìa khóa đó. Bây giờ lại quay về á. Màu tím nè, màu vàng nè, màu vàng này là hệ thổ rồi, còn cái này là màu đỏ là màu lửa, màu có hệ hỏa, còn cái này là hệ thủy, còn màu tím này có cái hệ gì đó. Ở đây mình có ba cái là ba hệ à, còn cái hệ còn lại quên mất tiêu rồi. Thủy, hỏa, thổ. Kim, mộc hay là quang? Tự nhiên phong hả? Phong đúng rồi, hệ phong. Rồi, bây giờ đi về đó. Trời ơi, phải giữ chuột giữa và buông cái nút F1 ra nha. Buông chuột giữa ra cũng không được đó. Game này cơ chế điều khiển nó làm linh ta linh tinh phết. Rồi, bây giờ mình vô đó mình bắt đầu thực hiện mấy cái bài rèn luyện thôi. Với sự mà biến mất của cả bốn cái linh hồn nguyên tố này đó thì mỗi lục địa thì nó đều mất cân bằng đi. Thảm họa chứ. Chưa từng có đang ngập đến, cái số phận của mình thì sẽ phải ngăn chặn nó, giống như bà bị anh hùng cứu tinh quá ha. Rồi, nghe cái thử thách đó rất là ấn tượng đó. Bây giờ làm gì nữa? Cả bốn cái mà thế giới được tạo nên từ những nguyên tố đó thì mỗi thế giới đều có một cái đền thờ nó bị ẩn giống như chỗ mình đang đứng như thế này. Rồi, tìm được bốn cái nguyên đá đó thì giữ lại cân bằng thế giới tóm tắt như thế thôi. Rồi. Rồi ổng cái ông người đá này ổng đưa cho mình những cái nguyên đá nguyên tố đó, chắc là đi mở mấy cái cửa đó ra. Rồi có tiếng tính không ta? Nhấn nút F để vô cái menu. Sau đó là nhấp chuột trái. Lắp những cái Winton nó vào. Như màu tím này thì sẽ tăng 10% cái lượng áo giáp của mình. Chụp cụ. Cụ sao đó. Nhìn cụ thôi thốt quá vậy. Chúc cháu may mắn. Bây giờ nha, cháu đã nhận được cái lời mà chúc phúc từ cái vị thần Saga và một cái con lợn mà chim thỏ chuột gì đó nữa. Heo thỏ chuột. Rồi.
Tôi già rồi không có đi theo cháu nổi đâu. Rồi cháu sẽ tự giải quyết vấn đề một mình với sự giúp đỡ của con heo đó. Chứ là con Pikachu đó đi. Rồi ổng ở đây để ổng cầu nguyện cho mình thôi. Có gì mình chết thì ổng lập bia mộ cho mình. Rồi đi thôi. Chú lận chưa? Hồi nãy nó kêu mình. Ủa kêu mình có khi mới nữa đó. Ơi nãy giờ một đống đồ mới luôn không có để ý đâu. Bây giờ vũ khí của mình khi đánh nó có 8% cơ hội tăng thêm cái đòn tấn công trong 15 giây của năm 15% trong 5 giây. Cái này nó cho mình hồi nào tôi không biết luôn. Trời ơi nhìn nó hướng dẫn nè. Ơi cúp chuyện nãy giờ 1%. Phần thưởng là sao? Nãy giờ mới xong cái tutorial thiệt luôn đó hả? Hồi nãy nó chỉ với mình làm mấy cái viên đá sao nữa. 276 thấp quá. Cái gì đây? Được trái 4 lần. Hiện mình là mới được là hai cái tàn tích cổ này thôi, điểm thức tỉnh của mình nó chỉ có mới lên tới đây à, coi như là 20% đi, 10% đi, thì mình mới có hai cái chiêu là đánh chuột trái 2 lần với đánh chuột phải 1 lần. Bây giờ lên là một cái mục tiêu thấp nữa là 20% thì mở được cái combo là 3 chuột trái, lên này combo là 4 chuột trái, còn lên này combo là 2 trái 2 phải. Năng lượng này kiếm đâu trời? Rồi nghe cái tiếng con heo ở đâu đó. Nó là con Bát Ghi đó hả? Bát Ghi là bạn có cái con này. Nó cũng đi trên cái chuyến hành trình này luôn. Đã từ rất là lâu rồi. Đang tìm kiếm nó thì mà không gặp may mắn cho lắm. Chắc là nó đằng kia đó. Nếu là bạn của mày thì chúng ta sẽ đi chép thử. Đi làm sao? Này mình có hấp thu cái nguyên tố gì với nó được không ta? Thôi tôi sẵn sàng rồi. Mỗi cái lục địa nguyên tố thì có rất nhiều cái tinh thể nó rải rác luôn. Rồi mình sẽ học được cái cổng dịch chuyển đi đến đó. Khi mình kích hoạt được cái tòa tháp thì mới học được cái trò đó. Mở bản đồ và phát cho bờ á. Rồi sẵn sàng chưa? Từ tiến nơi đi. Đi vòng vòng chỗ này cái đã. Nó không cho vô. Không có chỗ nào nấu ăn hay làm gì đó. Chạy bộ từ dưới đó lên đây mất hai cái ống thể lực. Rồi phải đặt những cái hòn đá vào đây mới được. Wow. Không, đi bên thủy nó đẹp hơn. Cái đầm này. Vậy là ít nhất là có 5 cái khu vực mình đã khám phá. Cái chỗ đầu tiên mình đang đứng là còn lại 4 cái khu vực kia đại diện cho 4 nguyên tố. Phong, hỏa, thủy và thổ. Đây là cái khu rừng mù sương. Đi thôi. Biki, Bika, Bika. Gái kìa, gái kìa. Cuối cùng đã gặp gái rồi. Gái chạy rất nhanh đó chứ. Bây giờ làm sao nấu ăn ta? Nhận đường trong cục quặng. Ủa điên nào vậy? Chốc bên này.
Ủa con này giống cái con ở chỗ mình quá vậy, chỉ khác cái là nó màu xanh thôi. Chém ai vậy? Chém gió à? Tội nghiệp không? Ông chích nhỏ kìa. Có ai đó đằng đó hả? Có ai đó đang khóc cách đâu nửa cây số mà nó vẫn nhìn thấy được. Mắt này tu hú cái gì? Sao quái dưới này nhìn nó ngầu lòi ta? Ê! Ê! Ây da! Ây da! Con kia nó bắn được gốc khuất luôn hả? Này là gì? Trời, con quái, con heo. Trời ơi, nó bắn như cây nỏ vậy. Game này không có đỡ đòn nha. Mày phun ai vậy? Mày để gì? Bà chế bí ngu nè. Bên đó có cái gì đỏ đỏ nữa kìa. Bắn hụt không à? Qua đường vậy? Thiết kế kiểu này thì đúng là có đường đi á. Làm gì được nhau bạn? Làm gì được nhau? Nè, được cái chìa khóa win nè. Ủa, hồi nãy có cái quét bạn của con heo này rồi nó đâu có tiêu không vậy? Rồi tới đâu gớt vô góc lắc rồi chứ. Bây giờ xếp game, xếp game, xếp game. Chào em. Ủa cái gương mà sao nghe à, nó đang nhốt trong cái củi gì đó. Gãi đâu bay ơi, bay nhẹ tay giùm một cái. Ủa, con nít mà. Không có ai ăn thịt mày đâu.
Thằng đầu sâu riêng này. Đó là lũ quái vật đấy, nghe tôi chạy đi. Đấm luôn, sợ cái gì. Nhanh lên, cắt đi đâu. Đó giờ tôi mới thấy có thằng cầm chày mà nó cắt từ dây thừng á. Cái thằng này. Bên này còn đóng nữa. Chưa dĩ trên mà nó đồ sát cả dân làng à. Đơn giản gọn nhẹ. Đây có chỗ nó ăn rồi đây. Một trăm mấy cái. Nấm này thì nó cho mình chỉ số boost, rất là nhiều boost luôn. 10 điểm phòng thủ. Cái này 200 mấy máu à. 12 giây hồi phui máu lần, cái này hồi stamina. Cái này là boost tấn công, cái này là boost phòng thủ. Sử dụng 300 cái vật thể kim loại. Đi vô làng người ta là loot đồ à, thiệt thằng này. Nó nổi dây chuyền luôn. Mỗi nắm thôi đó hả? À? Cái gì? Phít úp cái gì? À đây. Có chuyện quái gì ở đây đó, tôi không biết. Đầu tiên thì chỉ có khoảng một con, hai con phân phôn nó bị bệnh thôi. Sau đó thì nó bắt đầu cắn tất cả những người khác. Ây da, zombie à. Và bắt đầu nhốt chúng tôi vào củi luôn. Mỗi cái người thì đều kết thúc giống như vậy luôn. Làm thế nào mà có thể sinh tồn được. Sếp, có hai người còn sống đang đây. Trông giống như là nó vừa trải qua một trận chiến khốc liệt. Có mất tí máu rồi đâu anh. Vừa ăn ngon ngủ yên luôn, đúng đẹp luôn á. Chuyện gì thế? Trong thì ngươi có vẻ là mới đến cái vùng đất này, đừng lo lắng. Nhìn chúng ta thì không phải như cái lũ mà quân địch kia đâu. Như mày thấy đấy. Ở nơi này đang chịu một cái trận gọi là cái cơn bệnh dịch thạch. Dịch thạch đâu, nó dạng giống như mà zombie đó, cắn nhau cái biến hình à. Vì vậy chúng tôi là phân phone để quyết định chống lại cái sự khác biệt rồi cái gì đó lắp 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 lắp. Rồi ở đây với chúng tôi còn với các bạn đâu. Tôi có nhiệm vụ riêng nên không thể đó được. Rồi mình đi theo mấy ông này sẽ an toàn hơn. Cho thằng cu nó đi với mấy cụ này solo không? Ai muốn solo thì không? Rồi bây giờ đi đâu là làm gì? Mình có ba cái chỗ này mình cần đi. Đầm lầy mù sương. Chỗ này nãy mình đi rồi. Thu nhập những cái linh hồn của cái cây đánh bại là cái bon xương gì đó, cái xương mù xương 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 với nhau. Cái này là gì? 700 điểm này nè. Phải đợi cái tàn tích cổ cái đền thờ mới học được những cái này. Đi đúng đường đó. Cái gì đây? Đó là cái mảnh này đó. I am for.
Đi lượm được cái loại cây mới nè. À cây này nó boost đam cho mình. Lần đầu tiên tôi thấy con game mà đầu quặng bằng cây nỏ. Ủa, xây hết được rồi. Một bầy golem luôn. Khỉ nó xây không được. Cái gì vậy? Tự bắn mình chết. Đó giờ mới thấy con game như thế này. Bên này ba con golem luôn nè. Đến mấy con golem này thì nó nhiều điểm quá. Trong này dạng như là thế giới mở luôn này. Ê ê ê, thì ra nó cũng bắn hả? Đây có đường đi nữa đâu. Ủa, cái này có phải đồ ong hả? Rồi cái này không tương tác được. Rồi bị ong chích rồi. Đợi chút đã, có cái chuyện gì đó. Có cái gì đó thay đổi trong cái đầm cái gì. Cái lũ phân phong này có thể đấm mình nếu mình lao vào trực tiếp này luôn. Cái gì? Biến hình được nữa hả? Chùi vô á, nút 4. Ê, bấm lộn nút con mẹ nó rồi. Hết mẹ cái ống mà năng lượng luôn. Cái gì? Ê, đập đồ được rồi nào.
Rồi đi đây làm gì ta? Không hiểu lắm. Mình bắn nó không phản ứng luôn. Nó làm cái hầm rồi. Nói chuyện với ông già phân phone đó, mình lỡ đấm ông chết rồi. Chừng nào ông mới get bao lên rồi. Lỡ đấm ông chết queo rồi. Mấy con này thì nó có biết cái gì đâu. Thế giờ vô phương làm tiếp à. Mới đi thôi. Trời ơi, nó delay. Mấy con này thì nó đánh mình không có đau mấy. Đi cái nấm nó thấy được luôn kìa. Cái này cũng là nấm nè. Cái nãy chỉ là nấm nhỏ thôi. Ngay cái hướng này, trên cái dốc núi này. Trâu dữ vậy ta. Ủa có cái gì ở đây đâu? À đây. Hai cục. Cái gì? Trời, cái tổ ong. Nó đào cái góc hẹp như thế này sao mà tránh. Mấy con này sao nó trâu dữ vậy ta? Nó không còn ở mức bình thường nữa. Cái gì đó? Cái gì đó? Trời ơi,
dùng đạn lửa để bắn phá mấy cái cây đó. Bây giờ hoàn thành tất cả các mảnh ghép như thế nào? Giờ sau đó giải quyết cái câu đố. À, nó giới hạn số lần sử dụng nữa. Rồi bấm lộn mày. Coi. Giờ mới có một tí cái yếu tố giải đố đó. Rồi, bây giờ cái chỗ này là cái chỗ mình có thể teleport được rồi đó. Mở được một trụ à. Chứ vẫn chưa hết cái đây ta. Có cái gì bánh rồi. Phát rồi á. Ôi vãi, một rừng luôn nè. Ê, ê. Không, không sao. Còn gì nữa kìa, vãi mới kìa. Đá lưỡi à? Trốn luôn rồi. Đá lưỡi với ai vậy mày? Bây giờ đừng nói đi vòng ở đây mới qua đường đó nha. Xuất hiện cái vòng nữa. Ba cái nhiệm vụ này nó đều y hệt như nhau à. Đi đường bờ sông thẳng vào bản đồ ta. Được nè.
Ship game, ship game. Đúng hướng rồi, đi thẳng hướng này về phía trước rồi được. Con quái mới nữa kìa. Trời nó phun. Phun, 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 phun nè, phun nè. Nó nhiều dữ dằn quá. Chết rồi bắn lộn. Cái giá cái gì đây, cái cục đỏ đỏ đó đen đen chứ, nó đang hấp thụ những cái năng lượng nguyên tố ở đây. Bắt quỷ nó thôi. Nếu được. Cái gì? Phải đánh cái trụ thôi mà mất nửa cây máu vậy đó. Là sẽ ghi nó cũng bị nhiễm cái nguyên tố này, nó là bạn của con heo này, nó cũng bị cái triệu chứng tương tự như vậy luôn. Khu này còn gì nữa không ta? Hết luôn đó hả? Bụm mày nè, một đống đèn luôn. Xuyên qua cái dừa. Một bầy luôn nè. Ủa chết con vậy. Không trúng luôn kìa. Trúng con một à. Chỉ là cái phạm vi này nó hiệu ứng thì to thôi chứ chả được bao nhiêu cả. Cho hết chọn được đấy, nổi à. Bây giờ đi qua cái chỗ này nữa, nó có cái vòng này. Ê ê ê ê ê ê.
bên này lại có những con quái mới nữa nè. Ủa không, những cái thằng đeo mặt nạ đó mà. Kìa kìa kìa, nó nằm ngay dưới đó kìa. Làm gì được nhau? Cái nấm này nó có tác dụng gì khác không? Sao nó có vẻ quan trọng quá vậy? À, lấy được cái nấm đó trong cái khu vực này, trời ơi. Nhưng mà mình hết đèn lửa rồi. Phía trên này còn đường nữa gì đó. Đây còn chủ tay le nè. Màu gì? Để thiệt màu đi. Màu xanh dương. Màu xanh dương là G3. Để sẵn số 3. Hoành thiết. Dễ đố à. Mười bảy lần. Đi đường dưới hay đi đường trên? Tôi nghĩ đi đường dưới thì nó nhanh hơn. Rồi rồi. Bấm đúp hai lần là nó bị dính nhau thiệt. Ví dụ mà bấm vô cạnh á, anh em như nó dính vô cái cạnh trái, anh em bấm nút qua trái một lần nữa thì nó lại bị trùng với nhau luôn. Có hai ba cái cột màu đỏ đỏ nữa kìa. Rồi té nước chết. Đường tà đạo gì đấy. Trời ơi, thiết kế cái mạch nước như thế này thì làm sao mà biết có thể đi được hay không?
Nãy là lúc nào là chiều chiều á. Cấp 3 hả? Cấp 2 là cái gì nấu phá rồi. Rồi. Khỉ thiệt, khỉ họ. Bé sung vật cũng chết nữa. Đó, như thế này đâu có chết chóc gì thấy không? Mày hả? Con cá đuối này. Chỗ này đông dưới ta. Màu gì? Màu gì? Màu vàng. Màu vàng là cái mấy ta? Màu đỏ mình hết rồi. Hết màu đỏ thì chưa đi chỗ này được. Nãy bấm độn quên tắt cái màu đỏ. Game này đi ra mấy cái khu open world như thế này á, cái BOS nó giật điên cuồng luôn. Mấy con độc này nó hung hãn dữ ta. Chưa mở được combo nào mới cả. Đã đỏ luôn rồi. Khó bấm quá. Giờ phải số 2 gì số 3 số 4 hay nó. Cái này có vẻ thú vị đó nhưng mà cơ chế điều khiển nó mệt quá. Rồi đánh cho đã lụm được cục đá. Thank you.
Sao tự nhiên khó combo gì nữa ta? Ôi ơi. Trời nó đóng. Mày á, mày á, mày, mày á. Này thì béo nè. Trời ơi, được một đống gỗ khúc đá. Rồi thôi, game này hôm nay chơi đến đây được rồi. Có thời gian rảnh thì chơi thêm thôi. Tính ra phiên bản 1.0 review mà được như thế này là cũng tạm ổn rồi đó. Đâu có tệ lắm đâu. Mình đang ở hướng này, đi thẳng qua đây là về đây. Thôi, thôi, xếp game, xếp game. Tôi cũng chưa nâng cấp được cái chiêu nào mới nữa cả. Ừ, điểm mình có khá nhiều rồi. Học được mấy chiêu mới thì khá là ngon đó. Nào, chiêu này cũng ngon phết nè. Chiêu này cũng ngon nè. Nè, chiêu này cũng càng ngon nữa nè. Ship đúng lúc nó đánh á thì mình slow motion cái thời gian đó luôn. Nhưng mà mấy cái này phải về cái tàn tích cổ á. Game nó không biết ở đâu đây nữa. Giờ đó học được cái chiêu thức mới thì mới thấy nó ngon hơn. Được cái game này đây đây về cũng khỏe. Trừng phạt khi chết thì cũng không có nhiều. Nãy giờ mới đánh được con boss à, 2 tiếng mấy rồi. Game này cũng dạng như gần như là thế giới mở. Mình có thể đi đứng rất là thoải mái. Bây giờ làm sao để tìm được cái phiến đá để mà mình học kêu trời. Bây giờ tôi không biết nâng kêu nâng ở đâu. Không lẽ chạy về cái chỗ ban đầu. Rồi cũng luôn rồi. Chạy nhanh á thì mình không có nhảy 2 lần được. Phải buông cái nút chạy nhanh ra thì mới nhảy được 2 lần. Không có đường nào tới được chứ. Thiết kế gì kỳ vậy? Mà mình đang đi đâu đây ta? Có gì đó để khám phá chỗ này không? Trời ơi cái khe thiệt tình. Trời nó thiết kế bản đồ nhìn đúng là đẹp thôi chứ ứng dụng thì không có bao nhiêu cả. Bây giờ nhấn cái nút nào chuột giữa F2. Điều khiển nó đúng là mệt luôn á. Giữ là anh em phải giữ cả chuột giữa là nút F2 nha. Còn buông thì chỉ được buông nút F2 thôi. Nhắm nơi gớt nữa rồi.
Cái gì đây nữa đây, đừng nói đến boss nghe à. Và con heo bị nhiễm độc bạn của con heo này. Mày hả, này thì bạn nè. Là cái chiêu hút nữa cái gì, đứng sau lưng cũng dính nữa. Con này nó chỉ có chiêu hút thôi, nó tệ như con golem hồi đầu đó. Trời ơi, gì cũng dính được nó thiệt, thiết kế. Không có đường nào né kịp hết trơn. Cái gì? Nó lăn, nó nghỉ hút để chuyển qua lăn. Nó vừa hút, nó vừa dậm. Hút 2 lần. Rồi chuẩn bị lăn. Một lần nữa, mỗi giờ lần này 1 lần. Cái bị ở nó góp rồi kìa. Cái chiêu đó là không có đường nào né được thiệt á. Nó làm tốc độ quá nhanh đi. Cái gì? Kéo thấy cái dòng kêu. Ây da. Nó còn mình còn bị dính kêu trước khi mà nó sử dụng nữa chứ.
Thôi đơn giản, tốn hơi nhiều máu nữa thôi. Vũ nó hút vô cái đó hả? Tuổi 17 bẻ gãy sừng heo. Tối nay chúng ta sẽ ăn thịt heo quay. Con heo nó bỏ chạy, nó để lại cái nguồn năng lượng là bị ma ám gì đó, cái nguồn năng lượng bóng tối này có thể thu hoạch trong cái lúc mà mình phiêu lưu cái chuyến hành trình. Rồi bây giờ tôi vẫn chưa biết cách nâng cấp kêu nó làm sao nữa trời. Gì là sao? Đặt cái hòn đá lửa trên cái trụ totem vào đây. Nói chung là chưa được cái gì cả. Rồi thôi, hôm nay ngừng ở đây được rồi. Game này chơi cũng tạm ổn đó. Tôi thấy nó còn khá nhiều khuyết điểm luôn. Vẫn chưa thoát được cái mát của indie đâu. Nhưng mà tính ra chơi giải trí là đơn giản bình thường, đi hành động phiêu lưu cũng khá ổn. Mặc dù thiết kế vài cái rất là bất cập. Như là đang đi thì không biết cái mặt nước nào có thể đi được, cái mặt nước nào không đi được. Thiết kế bố trí nút thì nó cũng rất là gắt gói phức tạp luôn. Khi thì chuột giữa nè, EG nè. EG phải giữ nha, nhưng mà không chỉnh được tốc độ ngắm. Nên thành ra là tốc độ ngắm nó rất là chậm luôn. Bình thường đi cam là nó nhanh như thế này nè. Nhưng mà bấm EG lên thì nó chỉ có nhiêu đây thôi. Chậm đi khoảng 5 đến 7 lần á. Giống như DPI anh em từ 2000 nó nhảy xuống 400 vậy á. Rất là khó chịu. Cái hai nữa là ngắm này thì nó có hai loại luôn. Cái loại chữ C nè, chữ EG thì anh em nhấp một lần. Còn chữ C thì cái kiểu mà nhấn EG kiểu giữ. EG là kiểu mà hold á. Còn chữ C là đích, tích ghét. Rồi ngoài ra cái thiết kế điều khiển nút nữa là anh em nhìn cái nó dùng chuột chữa. Lại dùng thêm một nút vàng, nút F1, F2, F3 này nữa. Rồi nút số 1, 2, 3, 4 nữa. Rồi phải giữ nữa nha. Như tôi dùng cái là F2 nè. Xong rồi tôi giữ xong cái F2 nè. Nhưng mà tôi buông ra thì nó lại không thể dùng. Phải buông đúng cái nút F2 ra. Nó rất là phức tạp luôn. Ngoài ra thì cái này gọi lại 1, 2, 3, 4 đầu đúng mệt. Rồi bây giờ tôi vẫn chưa nâng cấp kêu được nữa. Khi là đã có quá nhiều điểm rồi. Nè, đã có quá nhiều điểm này rồi. Nhưng mà không nâng cấp kêu. Nó kêu đi về cái làng gì đó mà tôi có nhớ cái chỗ nào tàn tích cổ đâu. Vui game là cái chỗ nào ai mà biết để mà đi. Bây giờ không biết làm sao để nâng kêu luôn. Rồi, thôi, game này ngừng ở đây được rồi. Ok, bye bye anh em. Có thời gian cái tiếng ngoài con game đó rồi tôi chơi.